bình thường. Khi người họa sĩ già đang mải mê bên giá vẽ, bỗng có tiếng gõ cửa. Khách là một người từ Paris sang Việt Nam trong đoàn làm phim Điện Biên Phủ. Do mến mộ họa sĩ, người khách muốn đặt vẽ một bức tranh để khi về Pháp sẽ là một món quà đặc biệt tặng người vợ của anh ta vừa mới sinh đứa con đầu lòng. Người khách lạ biểu đạt ý muốn của mình về bức tranh. Ông họa sĩ già mỉm cười, nụ cười ý nhị. Ông lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên giá vẽ, trong khi người khách ngồi nhấm nháp tách cà phê chờ đợi. Ông họa sĩ già mang bút làm phác thảo và hầu như quên bẵng khách. Cho đến khi họa sĩ trở lại, đưa ra tấm phác thảo, thì người khách không nén nổi vui mừng. Khách được hẹn 3 ngày sau tới lấy tranh. Ngày chót của cái hẹn đã đến. Ông họa sĩ già chỉ còn đêm cuối cùng cho bức tranh, đúng như lời hứa với một người nước ngoài biết trân trọng và yêu nghệ thuật. Cho đến 3 giờ sáng, những chi tiết cuối cùng của bức tranh được hoàn thiện. Ông họa sĩ vừa thong thả uống từng ngụm nước mát, vừa ngắm bức tranh. Ông hài lòng tắt đèn lên giường và chìm vào giấc ngủ. Chắc là rất thanh thản, nhưng để không bao giờ trở dậy nữa. Nói đến Ngô Mạnh Quỳnh, những người yêu nghệ thuật thường chỉ gọi là Mạnh Quỳnh. Chữ ký của Mạnh Quỳnh trên tranh rất rõ ràng, nhưng cũng rất bay bướng. Có người nói trông giống con mèo, có người nói trông giống chiếc xe bọc thép. Mỗi người một ý nghĩ, mỗi người một lối tưởng tượng, nhưng tất cả có chung một cảm quan: tranh của Mạnh Quỳnh hoàn toàn Việt Nam, hoàn toàn đến độ chỉ có Mạnh Quỳnh mới diễn tả nổi. Ông là họa sĩ của làng quê nông thôn Việt Nam. Nhiều những người bạn nước ngoài khi đến Việt Nam muốn tìm hiểu những hình ảnh về con người và phong tục Việt Nam, họ liền tìm đến xem những tác phẩm của ông. Một số bà con Việt kiều tha phương cũng cố gắng kiếm được một bức tranh thủy mạc Mạnh Quỳnh để trang trí trong gia đình, tưởng như luôn gần gũi với quê hương mình. Năm 1942, chàng trai 25 tuổi Mạnh Quỳnh đã tốt nghiệp loại ưu tú trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Hiếm có một họa sĩ nào mà khả năng đặc biệt lại được phát triển ở nhiều thể loại đa dạng như Mạnh Quỳnh. Trên 50 năm làm nghệ thuật tạo hình, ngoài những tác phẩm có giá trị đóng góp vào kho tàng mỹ thuật Việt Nam, Mạnh Quỳnh còn là một trong số những họa sĩ vẽ minh họa cho báo chí sớm nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam, một trong số những họa sĩ đầu tiên làm múa rối ở nước ta. Ngay từ giữa thập niên 30, chàng họa sĩ tài ba với nét vẽ mềm mại bay bướng đã làm say mê bao lớp thanh niên khi đọc báo Cậu Ấm Cô Chiêu xuất bản tại Hà Nội. Mạnh Quỳnh có tài hí họa, ông đã sáng tác rất nhiều tranh châm biếm, những nhân vật ngộ nghĩnh để chọc cười cho lứa tuổi học sinh. Mạnh Quỳnh bận rộn tối ngày dạy học, dạy làm đồ chơi trẻ em, vẽ báo, cộng tác viên chương trình Bông Hoa Nhỏ của đài truyền hình với tiết mục độc đáo, vừa vẽ tranh vừa kể chuyện. Họa sĩ Mạnh Quỳnh gần gũi và lôi cuốn nhiều thế hệ, bởi lẽ ông là họa sĩ của tuổi học trò, của lớp thiếu niên nghịch ngợm hiếu động. Quý mến tuổi thơ, ông đã dành nhiều công sức sáng tạo cho trẻ em.
rất nhiều những tập truyện tranh, ngựa gióng, những số báo thiếu niên với trang truyện tranh hấp dẫn đều do Mạnh Quỳnh minh họa. Nét vẽ của ông khi sáng tác cho trẻ em rất tung tẩy, hồn nhiên. Biết bao lần từ trường học trở về, chưa kịp tháo chiếc khăn quàng đỏ và chiếc cặp sách trên vai, thiếu nhi chúng ta đã xà ngay vào những trang truyện tranh của báo thiếu niên, những tập truyện ngựa gióng, nhiều khi quên cả bữa ăn. Mạnh Quỳnh đã đi vào thế giới học trò một cách giản dị và sinh động như thế. Một tối nọ, cô đang đứng ở sân trời, khấn thần Phật cho mẹ cô mau chóng khỏi bệnh. Bỗng, một đám mây từ từ hạ xuống sân. Thấp thoáng trong mây, thấy một ông tiên râu tóc bạc phơ. Ông đã đứng trước cô bé, cất giọng hiền từ, nói với cô. Em nhỏ ơi, lão biết lòng hiếu thảo của em, nên lão xuống đây mách cho em một nơi có thuốc quý, có thể chữa khỏi bệnh mẹ em. Nhưng đi đến nơi có thứ thuốc rất xa, và dọc đường gặp nhiều hiểm nguy, vậy em có dám tới không? Cô bé hăm hở đáp, dạ thưa cụ, đường xa và nguy hiểm đến mấy cháu cũng không quản, miễn là đi lấy được thuốc để cho mẹ cháu khỏi bệnh là được. Xin cụ cứ chỉ bảo, cháu xin quyết tâm. Được, ta mách cháu nhé. Cháu ra khỏi làng, đi về hướng mặt trời, đi mãi đến một trái núi. Cháu lên tận đỉnh núi, tìm bằng được một bông cúc vàng. Cháu sẽ hái và tắc cho mẹ uống, mẹ cháu sẽ khỏi bệnh. Cháu nhớ rằng, bông cúc đó có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sẽ sống thêm bấy nhiêu năm. Hôm sau, cô bé nhờ mấy bà hàng xóm trông nom giúp mẹ, rồi cô lên đường tìm bông hoa chữa bệnh cho mẹ. Nếu như người ta thường khen ngợi những người có nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa, viết mà như vẽ, thì đối với Mạnh Quỳnh hoàn toàn ngược lại. Ông vẽ như viết. Quả là nét bút của ông rất điêu luyện. Nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ còn gọi Mạnh Quỳnh là thi sĩ, họa sĩ. Hay nói một cách khác, ông là họa sĩ làm thơ bằng tranh. Ông có một biệt tài minh họa thơ bằng tranh. Thơ là chất vô hình gắn với họa. Từ nét vờn của cây bút lông mực nho trên lụa tơ tằm, có người nói họa sĩ làm thơ bằng tranh. Bậc cao niên hôm nay chắc chưa quên những cuốn Kim Vân Kiều, Lục Vân Tiên, Trinh Phụ Ngâm, Chê Cóc do Nguyễn Văn Vĩnh, Dương Quảng Hàm, Bùi Văn Lãng dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp, hoặc thơ ngụ ngôn La Fontaine, Gulliver Du Ký do Nguyễn Văn Vĩnh
Nguyễn Trinh Vực dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Tập thơ Lên Tám của Tản Đà, rồi một số bộ Việt sử bằng tranh của các nhà xuất bản nước ngoài, những tập cổ thi của các nhà xuất bản trong nước. Tất cả đều do Mạnh Quỳnh minh họa công phu. Nét bút của ông có hồn dân tộc, bút pháp lại nhuần nhuyễn qua bao nhiêu năm. Những hình vẽ, những nhân vật của ông đã làm sống động hơn những vần thơ cổ. Nhưng đối với Mạnh Quỳnh, có lẽ phần lớn thời gian và tâm tưởng của đời mình ông dành cho nghệ thuật vẽ tranh thủy mạc trên lụa. Con người Việt Nam, lối sống Việt Nam, tinh thần Việt Nam đã giúp Mạnh Quỳnh hòa hợp được lối vẽ phương Tây, ảnh hưởng những năm tháng học ở trường với lối vẽ mực nước thủy mặc của người Việt. Mạnh Quỳnh cũng như mọi người Việt, hiếu hòa, sống gần thiên nhiên, thích ruộng vườn cỏ cây mây nước. Mạnh Quỳnh cũng như mọi người Việt, chuộng sự dung dị, sự uyển chuyển, giàu tưởng tượng, dễ rung động trước vẻ đẹp bên mình, không thích cầu kỳ lòe loẹt, hời hợt, cũng không chi ly tẩn mẩn. Đứng trước những bức tranh thủy mạc của ông, ta thấy tâm hồn nhẹ nhõm, một cảm giác lâng lâng bồng bềnh như sương khói. Lối vẽ phương Tây đòi hỏi sự tập luyện công phu và vững vàng. Mạnh Quỳnh đã dành bao nhiêu năm ép mình vào khuôn phép. Nhưng khi thành tài, ông lại dung hòa được tinh thần Việt Nam với lối học chắc chắn phương Tây. Nhờ vậy, tranh của Mạnh Quỳnh truyền cảm, nét bút của ông uyển chuyển, dễ dàng và chính xác. Chất liệu mà họa sĩ thường dùng trong những năm đầu, những năm thời kháng chiến chống Pháp là giấy gió, sau này là lụa tơ tằm Việt Nam mịn màng óng ả. Đồ dùng là bút lông đủ cỡ, đủ loại và mực đen. Mực pha với nước, từ mờ, thật mờ đến đen đậm, từ những nét thật nhỏ đến những nét thật lớn, từ những nét thật đơn giản đến những chi tiết thật tinh vi. Toàn thể bức tranh không còn là nét bút nữa. Này kia một con thuyền nhỏ trên dòng sông êm ả trôi, thấp thoáng đâu đây những cây đa, những cô gái nón thúng quai thao, những mái chèo lướt trên mặt sóng. Lối vẽ của Mạnh Quỳnh giống phương Đông ở chất liệu, dùng bút lông và mực pha nước, vẽ trên lụa hoặc giấy. Cả hai đều thấm nước, thấm mực, đặt bút xuống không sửa lại được. Nhưng tranh thủy mạc của Mạnh Quỳnh không giống tranh Tàu, tranh Nhật, Triều Tiên, ở chỗ không quá cầu kỳ, tỉ mỉ, tỉa tót, gò gập theo khuôn phép có sẵn. Tre phải thế này, trúc phải thế kia, hoặc một trường phái phương Đông khác, tranh phải là những nét đơn sơ, thật đơn sơ. Nét bút của Mạnh Quỳnh dễ dàng, tự nhiên. Ông học và trau dồi theo thiên nhiên, rút kinh nghiệm từ thiên nhiên, không theo khuôn mẫu có sẵn, không học theo khuôn, tập theo mẫu. Nhờ đó, tranh của Mạnh Quỳnh tự nhiên, truyền cảm, rất gần với con người. Có lẽ ở điểm này, Mạnh Quỳnh ảnh hưởng lối học phương Tây, rồi chế biến thành một lối riêng. Đặc điểm riêng của Mạnh Quỳnh là tìm được những tinh túy của cả Đông lẫn Tây để diễn tả rất dễ dàng, rất đầy đủ mọi cảnh vật. Một nét bút Mạnh Quỳnh tự nhiên, sống động, khi cứng, khi mềm.
khi nhanh, khi chậm. Xem tranh của Mạnh Quỳnh, người thường ngoạn thấy rõ một đặc điểm. Người vẽ làm chủ được nét vẽ. Một nét vẽ đã được tập luyện kỹ lưỡng, cẩn thận và diễn tả được tình ý của người vẽ. Từng nét bút là sự chắt lọc đã thành công của nhiều giai đoạn tập luyện. Những nét vẽ trên tranh, to hay nhỏ, đơn sơ hay tinh tế, đậm hay nhạt, phải đúng nơi đúng chỗ, không phải sửa lại. Đó là một điều kiện tất yếu, vì khi đã đặt một nét bút trên lụa, muốn sửa lại cũng không được. Đầy đủ là sự vừa phải của một nét bút, không rườm rà, không cầu kỳ, nhưng không được thiếu sót. Lối vẽ như vậy đòi hỏi sự tập luyện công phu, sự dung cảm bén nhạy. Dung cảm bén nhạy mà thiếu tập luyện, không diễn tả được điều gì mà người vẽ muốn diễn tả. Chính vì điều kiện cần như vậy, nên không phải tất cả những tranh của Mạnh Quỳnh đều là toàn bích. Trăm nghìn nét bút cũng có nét không được ưng ý. Có một tác giả đã dạy, khi vui vẽ lan, khi giận vẽ tre. Mạnh Quỳnh với dung cảm trước vẻ đẹp sông núi, với sự hồn nhiên của muôn vật, khi lâng lâng trở về quá khứ, khi dưng dưng nhớ kỷ niệm xưa. Tranh của ông có màu sắc trong sáng của non nước Việt Nam, có sự đậm đà của tình thầy trò, tình mẹ con, tình bà cháu, tình yêu của những kẻ chờ đợi ươm mộng. Rất Việt Nam, rất truyền cảm, rất trẻ trung. Nét vẽ của Mạnh Quỳnh ngày còn trẻ, uyển chuyển gọn gàng như thế nào. Nét vẽ của Mạnh Quỳnh năm ngoài 70 cũng vẫn uyển chuyển và gọn gàng như vậy, kèm thêm kinh nghiệm và sự say mê nghệ thuật, khiến tranh của Mạnh Quỳnh được nhiều người say mê, mến mộ. Mạnh Quỳnh đã ngủ giấc ngủ thiên thu sau khi vừa hoàn thành bức họa Bốn Thiên Thần và Ông Thánh. Đó là bức tranh cuối đời. 50 năm cầm bút, ông đã để lại biết bao kỷ vật cho đời và cho cả tuổi học trò.